cái mũ này là mũ dành cho thuyền trưởng đúng không ta? Không có tiểu sử gì hết trơn á. Nói chung là không có thuận con mắt của mẹ lắm. Cái gì vậy trời? Năm điểm rưỡi. Chúng ta không nhận xét nhiều nữa, tại vì cái bộ đồ đây với cái mũ nó không ăn nhập với nhau. Cái đây là cái bộ đồ để mà buổi sáng chúng ta đi tập thể dục làm xong chúng ta đội cho cái mũ nhung tóc như thế này được. Cái mũ này nó chỉ phù hợp với cái áo mà cái áo màu đen đen đó mọi người. Từ từ, trong trong shop trong đồ không có đâu. Cái áo màu đen đen đây nè, để tôi tìm cho. Trong này có không ta? Cái áo màu đen đen tôi không nhớ là cái áo nó nhận. Đây, đó. Cái mũ đó nó phải hợp với cái áo này. Cái mũ nó có trong đây ta. Đây, đó, mọi người thấy không? Ô, quá nhức nách luôn. Cái mũ này hợp hơn. Đó, chứ tự nhiên là mặc cái bộ đồ thể dục chỗ chán. Thế hồ cá không chưa mama, lại tặng quà nữa hả? Con bé nó hỏi mà không biết trả lời sao luôn á. Mẹ lắm cảm ơn Phương Anh.